Nam Mô A Di Đà trời, con Nam Mô A Di Đà tượng, con lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế, con lạy bề trên đã giang tay để đón chào bốn sinh linh. Hôm nay con tiếp tục dâng lên cho ngài một sinh linh nữa để đủ ngũ hành tương sinh. Con Nam Mô A Di Đà trời. Cháu ơi, cháu không hợp làm người, chỉ hợp làm thần thôi. Chúng ta cũng chỉ muốn giúp cháu sớm tịnh độ thăng thiên. Cháu đừng oán trách, đừng quậy phá gia đình nhá. Cháu cùng với lại bốn anh chị em khác thành một vòng ngũ hành tương sinh, phù hộ cho gia đình cháu nhá. Tùng ơi, Tùng ơi, Tùng! Mẹ em đang nghiền tay đứa con trong chiếc này kìa. Mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng làm thế. Các con im ngay đi. Nhưng đứa bé không phải của Linh. Nhưng mà mẹ đã làm hoán đổi mẹ rồi. Quẻ ứng rồi, ngài về phù hộ cho rồi. Bà ơi, giờ đẹp, phút đẹp, giây đẹp rồi. Bà lấy cái thuốc thánh kia đổ vào mồm để cho nó tòi đứa con ra cho nó đẹp giờ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng 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 ạ. Đó, tất cả ngồi yên, tất cả ngồi yên. Tôi bảo ngồi rồi, ngồi yên. Tùng, 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 Tùng. Ai cho mày hãm hại người? Bỏ tay đi xem. Bỏ gì? Ngồi yên, ngồi yên. Tôi có làm gì mà bắt tôi à? Các chú công an ơi, cầm mấy đồng nước đi. Tôi bị tù đâu? Thôi, tỉnh dậy đi xem nào. Sao thế này? My ơi, sao lại bắt tôi thế này? Tùng ơi, mẹ biết là mẹ sai rồi. Con cứu mẹ con nhá. Công an bảo là ngày mai chúng ta phải lên đồn để lấy lời khai. Ừ. Mà khi nào My tỉnh lại, em nhắn tin cho anh ạ. Anh Nam, em hơi tò mò một chút. Sao anh biết chuyện mà đến đây ạ? Này, cái thằng mặt giặc kia, mày đúng là cái loại trơ trẽn. Mày còn cả gan dám vác mặt đến đây à? Hả? Ở đây không chứa cái loại đầu trâu mặt ngựa quân bà gà trộm chó như mày nhá. Này, bà nói người khác mà bà không biết ngượng mồm à? Ngượng cái gì? Cái loại bà ấy, ăn ở và để đức cho con cháu một tí. Láo. Mẹ con bà ấy dám dùng cả ma túy để hại người khác à? Cái gì mà ma túy? Ma túy cái gì mà ma túy hả? Úi giời, đúng là cái loại nghiện. Thế mày nghĩ tất cả xã hội là cũng A-du A-tàu một cái gì theo mày để nghiện à? Hả? Đây. Đây chính là cái thứ bột mà ngày nào bà cũng thấp ở trong phòng của tôi đấy. Đúng cái bột này rồi, bột này là bà Hạnh đưa, bột hương để thắp tốt cho thai nhi còn gì nữa. Này, bà còn chối được à? Tao chối cái gì? Hương nào mà hương. Tôi đã nhờ mấy đại ca của tôi tìm hiểu rồi. Trong đây ấy, toàn chất gây ảo giác. Nếu mà ngửi vào lâu nhá, sẽ gặp ác mộng, rồi dần dần sẽ suy nhược cơ thể. May mà tôi khôn ngoan, tôi hỏi anh Nam trước, bảo sao từ khi cái Linh nó không thắp cái hương này nữa, tôi tỉnh táo hẳn lên đấy. Ăn nói là phải suy nghĩ nhé. Đầu sinh ra mỗi cái tác dụng là mọc tóc chứ à? À, mày có biết nghĩ à? Nếu như mẹ con tao hại mày nhé, thì làm sao mà con Linh ấy đổi cái loại hương này đến hương khác để tao cho nó tốt hơn. Mà mày nghĩ ngu nó vừa vừa thế nhé. Mày nghĩ tao nhiều tiền để tao mua những cái thứ này về hại mày à? Mày nghĩ đây là mớ rau con cá ngoài chợ à? Bà nói đúng đấy. Loại này rất đắt và khó mua. À. Mà thôi, em đừng đôi co nhiều lời với bà ta làm gì. Đi theo anh. Này, đi đâu đấy? Chơi gì đi vậy? Thì lúc đấy anh đang định bỏ trốn,
thì bà ta đưa em với cả thằng Tùng về. Còn lại em cũng chứng kiến hết rồi còn gì. Anh biết chuyện đứa bé rồi đúng không? Thôi, chuyện đấy để nói sau đi. Bây giờ anh không nghĩ được gì nữa đâu. Anh đi trước nha.